Dứt điểm vào! Minh Vương, bàn thắng rất đẹp bắt cú đá từ ngoài vòng 16m50. Minh Vương. Quả đá phạt quá đẹp đến từ Minh Vương. Hoàng Anh Gia Lai cần Minh Vương ở thời điểm hiện tại. Những người đã ở lại với câu lạc bộ giờ họ đã có những đóng góp để giúp cho Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa vượt lên trên sân vận động hàng đấy. Quả đá phạt cố định quá tuyệt vời đến từ Minh Vương. Ở đầu mùa giải năm nay thì rất nhiều những cầu thủ trụ cột đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Bên kia thì Sắc đã xây một khung mới và có rất nhiều dấu hỏi. Dứt điểm vào! Minh Vương, bàn thắng rất đẹp bắt cú đá từ ngoài vòng 16m50. Chấp thời cơ. Một bàn thắng được ghi. Hoàng Gia Lai không phải đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn so với Đông Á Thanh Hóa. Đó là thời điểm mà các cầu thủ Hoàng Gia Lai có được sự hiệu quả trong những tình huống tranh chấp. Và cú đấm quyết định đã được đưa ra từ Minh Vương với một cú sút xa quen thuộc. Khi mà mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng thì Hoàng Gia Lai đã vượt lên. Paulo Conrado đã có những động thái tranh chấp với Minh Tùng. Bóng ói ra. Và ở đó thì Minh Vương tiếp bóng tốt. Anh có được khoảng trống ở phía trước đã quyết định tung ra một cú đá từ khá xa. Có lẽ đó là quyết định hợp lý nhất của Minh Vương. Cú ra trần có uy lực của Minh Vương và đã đánh bại được thủ thành Xuân Hoàng. Hoàng Gia Lai đã vượt lên trong trận đấu mở màn tại vòng 8 của Đại hội V-League 1 2023. Chuyển rất tốt. Minh Vương đã không thể thắng được Xuân Hoàng. Minh Vương đã có được cơ hội thứ hai trong trận đấu. Lần nữa chúng ta xem lại tình huống thoát xuống của Minh Vương. Minh Vương không việt vị. Anh đã bứt qua được Sĩ Nam với một nỗ lực cố gắng gẩy bóng qua người của Xuân Hoàng. Hạ bóng tốt. Minh Vương có thể xuất điểm. Minh Vương đối mặt thôi, sút không vào. Trời ơi, cơ hội thứ ba trận đấu này dành cho Minh Vương. Minh Vương đã khiến cho sân vận động Pleiku phải dậy sóng với những pha xử lý của mình. Sự phạm thiếu chính xác của Minh Vương. Trận đấu này thì Minh Vương là người đang nắm giữ những cơ hội nguy hiểm nhất bên phía Hoàng Gia Lai với bàn thắng gỡ hòa. Có lẽ bản thân của Minh Vương rất tiếc nuối. Trong trận đấu này không chỉ cơ hội đóng trong hiệp 1 thì Minh Vương cũng có pha đối mặt thủ môn. Minh Vương cũng rời sân.